Tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại, máy tính bảng, laptop, đồng hồ. Có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng hoặc qua thẻ tín dụng nha. Địa chỉ là 66/27 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trên fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả của video nha mọi người. Số điện thoại liên hệ là 0839444400 và 0856878. Thời gian làm việc của bên mình là 8:30 sáng đến 8:30 tối nha. Chính sách bảo hành là 3 tháng, loại 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên nha. Phụ kiện đi kèm theo máy sẽ có sạc cáp và một số máy sẽ có thêm tai nghe. Anh em nào ở xa mua hàng vui lòng cọc trước cho bên mình phí ship nha. Bên mình là có giao lưu, trao đổi điện thoại. Tất cả anh em nào muốn giao lưu cứ mang máy đến cửa hàng mình sẽ định một mức giá ok nhất cho mọi người dễ đổi nha. Đầu tiên hôm nay mình giới thiệu với mọi người cái này là Samsung Galaxy S21 FE 5G bản chính hãng Việt Nam nha. Trang chip Exynos 2001 nha mọi người. Máy nguyên zin. RAM là RAM 8, bộ nhớ 128GB. Máy này ngoại hình có trầy nhẹ nha mọi người. Ngoại hình có trầy. Pin là pin 5000 nha. Sạc hỗ trợ lên đến 25W. Máy có trầy. Giá bán bên mình là 4.950.000 cho cái máy trầy này nha. Tiếp theo là cái này là Samsung Galaxy S21 5G bản chính hãng Việt Nam nha. Bản chính hãng Việt Nam nguyên zin. Máy có trầy nhẹ nha mọi người. Máy trầy nhẹ. RAM 8 bộ nhớ 128GB. Chạm chip Exynos 2001. SIM là được 2 SIM nhưng bên mình cái máy này là nó lỗi bị lỗi SIM 1 nha. Lỗi SIM 1 bán giá rẻ mọi người luôn. 4 triệu nha. 4 triệu. Samsung Galaxy S20 FE bản chính hãng Việt Nam 2 SIM nha. Chính hãng Việt Nam 2 SIM. Chạm chip Snapdragon 865 nha mọi người. Màn hình đẹp không ám ố nha. Máy nguyên zin, chưa sửa chữa gì cả. Bên mình là bảo hành cho mọi người là 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. RAM là RAM 8, bộ nhớ 256GB nha mọi người. RAM 8, bộ nhớ 256GB. Pin lên đến là 4500mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W. Camera trước là 32 chấm nha. Màn hình Super AMOLED 6.5 inch Full HD cộng nha. Cái máy này là mẻ một tí góc nha, chỗ này nha mọi người, mẻ kính một tí. Đây, quay cho mọi người dễ thấy. 4.550.000 nha. Chỉ với 4.550.000. Tiếp theo tầm giá mà 3 triệu mấy đến 4 triệu nha. Mình giới thiệu mọi người cái này là Xiaomi Note 12S nha. RAM 8 bộ nhớ lên đến 256GB. Chạm chip MediaTek G96 nha mọi người. G96. Trong phân khúc tầm giá từ 3 đến 4 triệu nha. Màn hình là Super AMOLED 4.43 inch nha. Ngoại hình máy tổng thể 98-99% nha mọi người. Máy nguyên zin. 3.750.000 Xiaomi Note 12S nha. Xiaomi Note 11 Pro 4G nha. RAM 8 bộ nhớ 128GB. Chạm chip MediaTek G96 luôn nha mọi người. Ngoại hình máy tổng thể 98. Màn hình là AMOLED 6.67 inch nha. To rộng nha, Full HD cộng. Camera chính là 108 chấm nha. RAM 8 bộ nhớ 128GB, máy nguyên zin. Bên mình có bảo hành, lỗi tất cả lỗi gì trong đầu tháng đầu tiên bên mình sẽ đổi cho mọi người cái máy mới nha. 3.550.000. Xiaomi Note 12 Pro, RAM 8 bộ nhớ 256GB nha. Chạm chip Snapdragon 732. Ngoại hình máy tổng thể là có trầy nhẹ nha, có trầy. Màn có trầy nhẹ. RAM 8 bộ nhớ 256GB nha mọi người.
Pin là 5000, hỗ trợ sạc là đến 67W sạc siêu nhanh nha. Máy này là có trầy nhẹ, máy 97%. Chỉ với 3.850.000, 3.850.000, nó cũng 12 rô. Tiếp theo mình giới thiệu mọi người cái này là Vivo A36 nha, như máy mới luôn nha mọi người. Ngoại hình tổng thể như máy mới. RAM 8 bộ nhớ 256GB. Sở hữu màn hình là LCD nha, Full HD. Bản chính hãng Việt Nam, hai SIM hết nha mọi người. Ngoài máy tổng thể là 99%. Chạy chip Snapdragon 680 nha. Chỉ với 3.650.000, Vivo A36 nha, RAM 8, 256GB. Một con máy như máy mới nha. Tiếp theo mình giới thiệu mọi người cái này là Poco X4 GT nha, RAM 6 bộ nhớ 128GB, đã có full đầy đủ tiếng Việt hết rồi nha. Có full tiếng Việt đầy đủ. Ngoại hình máy là tổng thể 98 nha. RAM 6 bộ nhớ 128GB bản sách tay. Chỉ với giá là 3.750.000 nha, 3.750.000. Tiếp theo mình giới thiệu mọi người cái này là Oppo Find N2 Lip nha, RAM 8 bộ nhớ 256GB, ngoài hình máy tổng thể đẹp keng 99 như máy mới nha, như máy mới. Tổng thể còn rất đẹp, màn hình gập nha mọi người, màn hình gập rất nhẹ nhàng. Oppo là màn hình gập rất êm nha. Có 5G nha mọi người, Oppo Find N2 Flip có 5G, màn hình ngoài rất lớn nha, rất lớn. Chạy chip Dimensity 9000 nha mọi người, pin là 4003, camera chính là 50 chấm nha, camera trước là 32 chấm, màn hình là 6.5 inch nha mọi người, Full HD cộng. Màn hình phụ là 3.26 inch. Rất đẹp nha. Còn bảo hành đến tháng 4 năm 2024, 9.250.000. Bên mình đang bán với giá là 9.250.000 nha. Oppo Reno 10 Pro 5G. Đẹp keng như máy mới nha mọi người. 99% luôn. Màu tím rất đẹp nha. Chạy con chip Snapdragon là 778 nha, 778 5G. Camera chính là 50 chấm nha, camera phụ và camera trước đều 32 chấm nha mọi người. Ngoài máy tổng thể là 99 đẹp khen như máy mới, máy nguyên zin, hai SIM vật lý hết nha mọi người, hai SIM vật lý, máy chính hãng Việt Nam, còn bảo hành đến tháng 20 tháng 8 năm 2024. Reno 10 Pro 5G. RAM 12 vừa nhớ lên đến 256GB. Tám triệu hai trăm năm mươi nghìn. Redmi K50 Ultra, RAM 8 bộ nhớ 128GB, ngoài hình máy tổng thể 98% nha. K50 Ultra. K50 Ultra là sở hữu con chip 8 Gen 1 nha mọi người, 8 Gen 1. Máy nguyên zin như máy mới luôn nha. Chỉ với RAM 8 bộ nhớ 128GB, chỉ với 6.150.000 nha. 6.150.000 K50 Ultra. Xiaomi 11T Pro 5G nha mọi người, RAM 8 bộ nhớ 256GB, sở hữu con chip là Snapdragon 888 nha. Ngoài máy tổng thể 98%. Còn rất đẹp nha mọi người. Giá bán bên mình hiện tại là 4.950.000 Xiaomi 11T Pro nha, 5G. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G bản Mỹ nha mọi người, RAM 12 bộ nhớ 128GB. Bản Mỹ là một SIM vật lý và một eSIM nha. Ngoài hình máy tổng thể 98%. Máy xách tay Mỹ nha. Bên mình là không có sửa chữa gì hết nha.
có bút ít pen, còn hoạt động tốt hết nha mọi người. Màn hình không ám ố, giá bán chỉ với 8 triệu nha, chỉ với 8 triệu, Note 20 Ultra, màn công nhẹ rất đẹp. Xiaomi 11T, RAM 8 bộ nhớ 256GB, ngoại hình tổng thể 98% nha. Xiaomi 11T, những con máy dành cho những anh em nào thường hay chơi game nha. Ngoại hình máy tổng thể 98, máy nguyên zin chưa sửa chữa, giá bán bên mình là 4.450.000. Tiếp theo mình giới thiệu mọi người, mình mới về được một lô máy LG VV nha, LG VV Hero, LG VV Hero, ngoài máy tổng thể đẹp ken 98 đến 99% nha mọi người. Máy siêu mỏng nhẹ, màn có công nhẹ nha mọi người, màn công nhẹ, lưng cũng công nhẹ luôn. Được sở hữu con chip Snapdragon 888 nha. Màn hình là màn hình Full HD AMOLED, Full HD nha mọi người. Camera chính là 64 chấm, camera phụ là 32 chấm nha. Pin là 4500 mAh. Giá bán bên mình hiện tại là 6.200.000 nha, 6.200.000. Xiaomi Redmi K40 Gaming nha. Full box nha, sạc hỗ trợ lên đến 67W, sạc zin theo máy hết nha mọi người. Ở đây, sạc 67W, zin theo máy, K40 Gaming. Ngoài máy tổng thể 98 đến 99% nha, máy nguyên zin 4.600.000, máy phun bóc nha mọi người. Xiaomi 12 Pro sở hữu chip Snap 8 Gen 1 nha. Xiaomi 12 Pro, cái này là có lỗi nhẹ, đèn led không sáng nha, không sáng. Bán giá rẻ mọi người luôn, 5.750.000, Xiaomi 12 Pro nha. Máy nguyên zin, chưa sửa chữa gì hết nha. Oppo Reno 4, RAM 8 bộ nhớ 128GB, ngoại hình máy là máy xấu nha. Lưng có rặn đất nha mọi người. Máy nguyên zin chưa sửa chữa, mọi chức năng ok hết, màn đẹp không ám ố nha, ngoại hình xấu thôi. Giá bán 2.150.000. Oppo Reno 5 5G, RAM 8 bộ nhớ 128GB, ngoại hình máy tổng thể 98 nha, 3.350.000. Redmi 10 RAM 4 bộ nhớ 64GB nha, ngoại hình máy tổng thể 98, máy nguyên zin 2.150.000. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp đến bên mình nha. Anh em coi video thì cho mình một like, share, chia sẻ, ủng hộ shop của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của bên mình ạ.